Yên Phương VTV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018. VTV đang có mặt tại Burleigh Park, thành phố Fairfax, Virginia để gửi đến quý vị một vài hình ảnh trong buổi picnic của trường Việt ngữ giáo họ Đức Mẹ La Vang tổ chức. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh do chúng tôi ghi nhận sau đây. Từ sáng sớm, mọi người đã tất bật chuẩn bị bàn, thức ăn và mọi thứ cho buổi picnic. Phía ngoài là bàn để các em tham dự lấy áo ghi danh chia theo từng đội. Có 8 đội chơi cho các em theo các màu: đỏ, vàng, cam, xanh lá, xanh dương, tím, trắng và đen. Đúng 10 giờ, thầy Phước hiệu trưởng tập hợp các em theo các đội đã chia. Các thầy cô đội trưởng chọn một em lớn lớn làm đội phó giúp mình. Thầy hiệu trưởng Phước Đặng chia sẻ. Từ tháng 3 là bắt đầu mình mời gọi những phụ huynh nào muốn cho con picnic thì ghi danh. Thì đến khoảng tháng 4 thì bắt đầu là có cái danh sách của các em ghi danh đầy đủ rồi đó. Thì mình bắt đầu lên cái danh sách cần chuẩn bị những thứ gì, mua sắm cái gì, đem theo những thứ gì. Thì mình lên một cái gọi là Google Spreadsheet, rồi mình email ra cho những phụ huynh, mình mời gọi. Thì những thầy chuẩn bị bắt đầu từ cuối tháng 4 cho đến giờ. Thưa thầy, thì ngày hôm nay thì mình dự trù là mình có tổng cộng bao nhiêu tất cả các thầy cô, các em và các phụ huynh là tổng cộng là khoảng bao nhiêu người thưa thầy? Mình sẽ có khoảng 220 em và 200 phụ huynh thì khoảng 420 người. Nào, gió thổi. Thổi đội màu tím. One at a time. Thổi đội màu tím. Các em theo sự hướng dẫn của các đội trưởng và đội phó di chuyển sang khu vực để tham dự các trò chơi. Thầy cô, phụ huynh và các em cùng nhau hòa mình vào các trò chơi như kéo co, nhảy bao bố và nhiều trò chơi khác. Tất cả vui đùa, hòa mình vào thiên nhiên, những tiếng cười nói giòn tan rộn khắp. Bữa ăn trưa được chuẩn bị chu đáo với nhiều món ăn phong phú. Cô Trang Nguyễn cho chúng tôi biết. Mình rất là vui khi mà mình có thể giúp đỡ được cộng đoàn cũng như các em ở vùng Virginia này. Tại vì chị cũng biết là bên này các em đi học là họ nói tiếng Anh không à. Cho nên các em không có cái cơ hội để mà nói tiếng Việt với nhau. Thì cái trường Việt ngữ này là đã coi như là cho các em có cơ hội để nhìn bắt về cội nguồn của mình. Có thể có bạn Việt Nam, có thể nói tiếng Việt Nam. Với lại trong cái tổ chức của Việt ngữ La Vang, tụi em rất là hòa đồng với nhau, làm việc coi như là lấy ý kiến chung. Cho nên là em thấy là 5 năm nay em tham gia với lại Việt ngữ, em rất là thích mà rất là hăng say về công việc. Tại vì mình thấy ai cũng đồng lòng để mà nâng cái culture của mình cho các em của vùng Hoa Thành Vốn này. Buổi picnic kết thúc vào lúc 2 giờ 30 chiều cùng ngày. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong buổi picnic của trường Việt ngữ giáo họ Đức Mẹ La Vang tổ chức. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yên Phương tường trình từ Fairfax và Virginia. Việt TV Network và phim 24 giờ đã được phát hành trên Direct TV. Kính mời quý vị đón xem Việt TV Network Channel 2036 với nhiều chương trình phong phú như tin tức, di trú, phúc lợi xã hội, sức khỏe cộng đồng, thời trang và du lịch. Phim 24 giờ Channel 2037 với nhiều phim bộ hấp dẫn của nhiều nước trên Direct TV. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 1844 858 7000 hay vào website viettv.com.